xin được phép cùng chủ tịch ban tất cả quý vị trở về thập niên 60-70 khi nhà Pháp đã thịnh hành ở Việt Nam, những quý vị ở nước ngoài bây giờ cũng vậy. Xin quý vị cho cô ca sĩ nhạc sĩ Mai Phương một tràng pháo tay thật lớn ạ. Trung Quốc là nơi dân tu ne viens pas pour ce soir. Et mon cœur s'habille de noir. Ce soir, quand t'es tout en flamme blanche, le sang sur la branche.